1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hey. Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Đặng Tín Auto và rước video. Thì ngày hôm nay bên Đặng Tín Auto tiếp tục giảm giá sốc các bác ngày sinh nhật cửa hàng em nhá. Tiếp tục giảm sốc các bác. Những chiếc van cơ lấy số B3 LS12 Plus các bạn đặt hàng cực kỳ nhiều luôn. Thì trước khi vào video, bác ủng hộ cho Đặng Tín Auto xem like và nhấn đăng ký kênh cho em nhá. Các vui vẻ ủng hộ cho một like nào. Thì đây là con van cơ lấy số B3 thiệu Đức LS12 Plus bản mới nhất 2022. Nếu bác nào đã mua dòng van này biết rồi, cái chất âm của nó cực kỳ hay và dễ chỉnh, ai cũng thể chỉnh được. Đầy đủ cổng quang Bluetooth và đặc biệt là có cả điều khiển nhá, rất là đẹp luôn. Mặt phanh nhôm màu trắng rất đẹp và cái màn hình ở giữa này, toàn bộ là màn hình điện tử nhá. Chống hú rất là tốt luôn. Nếu bác nào đang dùng âm ni mà hát đang kém mà chống hú yếu thì đây, con này một sự lựa chọn cực kỳ hay luôn. Rồi sẽ quay qua đằng sau. Dòng này thì em giới thiệu chi tiết lại nhanh thôi, vì em đã nói rất nhiều về dòng van này rồi và bán quá nhiều rồi. Quan trọng là giá ngày mai sẽ cực kỳ tốt nhá. Đây, đằng sau của chiếc van đây, nó sẽ đầy đủ cổng quang Bluetooth, hai đường nhạc vào này. MLMR là hai đường ra chính, hai đường surround, đường center và đường sub nhá. Thì con này hỗ trợ cả mic cao lông, mic 6 ly đằng sau rất tiện lợi luôn. Và đằng trước con van này rất dễ chỉnh luôn. Coi như đây. Đầu tiên là nhỏ của nhạc, của mic, của echo nhại này, nó cái màn hình của nó này, cực kỳ sắc nét luôn. Có chỉnh đây nhá. Nó chia làm echo, mic và nhạc. Bass chung một chiếc echo này, bass chung một chiếc mic và bass chung một chiếc nhạc, đâu còn đây là echo gì vậy. Toàn bộ đây là màn hình số nhá. Và thực sự nó quá đẹp về một con vang, nó phải chất đẹp của thương hiệu B3 thì quá nổi tiếng rồi. Dễ chỉnh. Đó, những cái dàn đèn vẫy rất là đẹp luôn. Rồi và em sẽ alo tiếng mic và sẽ báo giá luôn các bác. Ngày hôm nay giá cực kỳ tốt, bán giảm giá trên ngày sinh nhật cửa hàng em, giá cực kỳ sốc luôn. 1 2 6 7 lên 1 2 6 7 8 9 7 lên 1 2 6 7 lên 6 7 8 9 7 lên 1 2. Em ơi chúng mình cách biệt rồi sao? 2 3 4 5 6 7 8 9 7. Mùa xuân vừa đi, hoa vi trên những bàn tay, và em lại đi thay màu áo mới vì anh. 6 7 lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2. Thực sự về cái chất âm của bài thì bao hay rồi. Và đặc biệt này em xin báo giá luôn, bán giá tri ân luôn. Hiện nay trên thị trường bác mua một con vang B3 cơ lai số là S12 này với giá 2.200.000. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay cửa hàng sinh nhật cửa hàng em bán giảm giá quá, chốt vang LS12, model LS12, nhắn tin loại chốt vang LS12 giá 1.450.000. Chỉ 1.450.000 con vang này bao ship tận nơi, bảo hành 1 năm. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em, chốt vang LS12 1.450.000 nhá. Một con vang cơ lai số của B3 thiệu Đức nhá, chốt vang LS12 nhắn tin ngay cho em. 1.450.000 em tặng một đôi giắc cà lông, bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán, không phải đặt cọc, rất thoải mái luôn. Chốt vang LS12 cho em, 1.450.000 nhá. Rồi, test thử giọng ok nhá, con nghe qua chất âm này. Con nghe qua chất âm nhá. Bây giờ chốt vàng là S12 nhắn tin cho em. Đấy, 1.450.000. Một, hai, năm, sáu, bảy, lên. Nghe về tiếng fake nhá, cực kỳ hay luôn. Đấy, bắt đầu chốt nhắn tin ngay cho em nhá. Chốt vang là F12 nhắn tin cho em, 1.450.000 thôi. Bác nghe qua chất âm của con vang này nhá. Và cơ lại số giá 1.450.000 là quá rẻ quá nhá. Chiều ở nơi đây, chiều không thấy vui. Sớm sáng sớm mai thăm phao mùa. Mấy cực kỳ ngọt luôn. Con vẫn thấy nồng dày sương, nhớ quê nhà bên lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có ngọn sao, biết chân quê mẹ ở nơi đâu. Từng chiều xuân đêm mây trắng,
nỗi hướng lòng con một nỗi sầu. Xuân gian mẹ vẫn còn chờ mãi. Chốt nhắn tin anh em, chốt vang là F12 1.450.000 em bao ship và cho có nhá.